Hello, thì mình đang ngồi ở ngoài công viên. Ngày hôm nay công viên Khánh Hội khá là vắng do là ngày hôm nay là ngày nghỉ lễ cuối cùng á. Ngày mai thì mọi người phải đi học đi làm trở lại bình thường rồi. Giờ này khá là vắng, thông thường thì giờ này cũng không có đến nỗi vắng như vậy đâu, nhưng mà chỉ thấy lác đác le que vài người thôi à. Và đặc sản ở cái công viên này đó là muỗi, rất là nhiều muỗi luôn. Có thể nói là cực kỳ nhiều muỗi luôn. Bởi vì ở phía xung quanh nó toàn là bãi cỏ, những cái bãi cỏ này kia không à. Nên là muỗi sẽ có rất nhiều muỗi, và đối với những người có nhiều người á thì chẳng bao giờ mà họ bị muỗi đốt mà. Hoặc là rất là ít, nhưng mà đối với bản thân mình giống như là một cái bữa tiệc buffet cho mấy con muỗi vậy, nó bù vô rất là nhiều luôn. Thì nhưng mà ngộ một cái á là thấy không, có những cái con muỗi à nó tính bù nhưng mà nó không có đậu được, giống như là nó không dám đậu vậy đó. Biết vì sao không? Bởi vì mình có cái này nè, cái này giống như là một cái máy siêu âm đuổi muỗi vậy đó. Thì theo nguyên lý hoạt động của nhà sản xuất combo á, thì đó là khi mà mình mở lên thì cái máy này nó sẽ phát ra một cái sóng siêu âm, một cái tần số siêu âm, và những cái con muỗi thì nó rất là ghét những cái tần số siêu âm này. Tần số siêu âm này thì mình không có nghe gì đó. Cái này thì nó chỉ có một cái nút thôi, nó chỉ có một cái nút, và khi mà mình bấm vô đây mình sẽ tắt đi. Đó. Và khi mà mình mở lên. Đó, mình mở lên thì sẽ nghe một cái tiếng bíp rất là nhỏ. Thì đây là cái sản phẩm nó đang hoạt động. Thấy cái đèn xanh nhấp nháy không? Mình thật sự ra thì không biết có hiệu quả hay không, nhưng mà nãy giờ thì những con muỗi á nó bay xung quanh nhưng mà nó không có dám đậu vào và nó cắn đó, thấy không? Có những cái con muỗi nè, chứ thường ngày là nó cắn nát chân hết luôn á, còn giờ nó chỉ bu xung quanh thôi chứ nó không có bay vô và nó cắn. Có lẽ là cái sản phẩm này nó có hoạt động hên xui, không biết nữa, có thể là vậy. Đó, muỗi nè. Ồ, nó bay rất nhiều luôn. Một rừng muỗi luôn. Nhưng mà nãy giờ thì nó chưa có bù nó cắn. Có thể là sản phẩm hoạt động. Hoặc cũng có thể là ngày hôm nay nó hút máu nhiều rồi, nó no rồi, nó không cắn nữa, hên xui cũng không biết được.